Quý vị thân mến, trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc, Phan Đăng nhận ra rằng hạnh phúc chẳng phải là điều gì quá đỗi xa xôi. Hạnh phúc chính là khi bạn biết trân trọng con người bên trong mình, trân trọng những khoảnh khắc giản dị xung quanh mình. Hành trình này được anh chia sẻ trong cuốn sách mới 39 Đoạn Thiền Để Thấy, sách do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với cuốn sách qua sự chia sẻ của chính tác giả, diễn giả Phan Đăng. Ba mươi chín đoạn thiền để thấy là 39 đoạn văn, tức là những đoạn văn nhỏ được viết bằng con mắt thiền. Cuốn sách này có 5 chương và mỗi một chương đó xoay quanh một cái tứ là thấy. Đi để thấy, soi để thấy, cắt để thấy. Tại sao lại như thế? Tại vì có những chuyến đi giúp mình thấy ra một điều gì đó. Thì cái chương đi để thấy chẳng hạn là cái chương mà tôi viết về cái chuyến đi của tôi về Ấn Độ, để đi lại đúng cung đường mà 2600 năm trước Đức Phật đã đi. Thì khi một kẻ hậu sinh khiêm hạ như mình đi lại trên cung đường đó, mình thấy cái gì thì mình ghi lại. Rồi soi để thấy là soi vào sâu của các pháp, tức là các sự vật hiện tượng, để thấy một cái gì đấy rất sâu ở dưới các hiện tượng, các sắc, các hình tướng bên ngoài. Soi cả vào trong hồn mình để thấy chính mình. Và quan trọng nhất là thấy tâm mình. Trong đời sống này đôi khi chúng ta nhìn ra bên ngoài nhiều quá, chúng ta soi người khác nhiều quá. Chúng ta có soi mình không? Để thấy các trạng thái tâm thức của mình không? Tỉnh thức ấy, không phải là không còn tham sân si đâu. Chúng ta là con người chưa giác ngộ, cho nên trong tôi cũng đầy tham, đầy sân, đầy si. Thì tỉnh thức là khi tôi quay vào tôi nhìn thấy cái tham của tôi soi thấy cái sân của tôi soi thấy cái si của tôi. Nhưng mà cái chương 5 á, cái chương cuối cùng mà, là thấy để không thấy. Bởi vì bản chất cái chữ thấy nó cũng chỉ là một động từ, nó cũng chỉ là một khái niệm, cho nên cũng chẳng cần phải kẹt luôn vào khái niệm đó. Ví dụ như đôi khi ta đọc sách để thấy, nhưng khi ta kẹt vào cái thấy đó thì cái thấy đó lại tôn vinh bản ngã của ta lên, tôn vinh cái tôi của ta lên. Ta mang cái mình đọc để phô diễn, để ăn thua với người, để ăn thua với đời. Thì cái thấy đó tưởng là thấy, mà thấy thế thì đôi khi lại nguy hiểm. Cho nên là cái chương 5 là thấy để không thấy. Và cái đoạn thiền số 39, cái đoạn thiền cuối cùng, nếu quý vị mở ra đọc thì quý vị sẽ thấy là nó là hai trang giấy trắng, chẳng có chữ nào, chẳng có từ nào, chẳng có một hình ảnh nào cả. Thì đấy chính là cái thông điệp cuối cùng mà tôi muốn gửi gắm ở 39 đoạn thiền để thấy.